Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh Trần Thị Thương với số báo danh 361. Em tên là Trần Thị Thương, em đến từ thành phố Hưng Yên. Số báo danh của em là 361. Em xin nhờ ban giám khảo viết giúp em. Sáng nay em có bận công việc nên không thể dự thi được. Em xin cảm ơn ạ. Em xin được trình bày bài dự thi của mình, Đêm tâm sự của sáng tác của Trúc Phương ạ. Trần Thị Thương với số báo danh 361 và mong là mọi người hãy bình chọn cho cô gái này, bởi khi nãy đi ban tổ chức có bắt gặp là cô đứng tập rất là chăm chỉ trong nhà vệ sinh á. Cho nên mọi người ráng bình chọn cho Trần Thị Thương nha.